Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của lời mình. Đã lâu không gặp. cuộc sống mưu sinh mình phải tất tật tật dữ lắm anh chị các bạn. Hôm nay nó làm cái bình phong với đặng nó xuyên tạc chống phá Việt Nam. Gần đây rất là nhiều tôi tham gia vào những cộng đồng của những cái người mà họ chống phá Việt Nam, họ lên mạng, ngay cả những người dân trong nước cũng vậy. Tôi rất là bực mình, tôi lên tôi tranh luận với họ. Họ cho rằng Việt Nam đang bị khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng thị trường, đang gặp rất là nhiều khó khăn. Đấy. Các bạn biết Việt Nam mình ngày hôm nay là một phần của những cái quốc cộng đồng quốc thế giới, mình làm ăn, những cái ảnh hưởng chung thì nó có những cái khó khăn là chung thôi, nhưng mà không đến nỗi. Có nhiều người họ không nắm hiểu và họ cho rằng Việt Nam đang bị gọi là sắp sửa rồi là sụp nền kinh tế, rồi dẫn đến vấn đề nguy cơ của chính trị bất ổn, cơ chế lung lay khủng khiếp lắm. Họ nhìn một cách rất là sơ sài các bạn. Việt Nam mình, tôi nói vấn đề mà mô hình xã hội nó còn nhiều bất cập kinh khủng, nhất là về bộ mặt truyền thông. Tôi thấy mà ớn lạnh luôn á. Tại vì tôi sống với cái thằng Mỹ này, các bạn biết luật pháp của nó răng đe ghê lắm, nó dùng luật pháp để răng đe cái mô hình dân sự ghê gớm lắm. Nhưng mà về vấn đề bộ mặt chính trị của nó thì nó thủ đoạn vô cùng, nó dùng cái luật pháp để đặng mà nó đấu đá nhau, mà thằng nào mạnh, thằng nào đứng ở thế mạnh thì nó chèn ép nhau. Nó chèn ép những cái thằng mà ở thế yếu. Cái mô hình chính trị của Mỹ là như vậy, nó đem những cái hiến pháp luật pháp ra để rằng mà nó dằn mặt nhau. Nhưng mà khi bước vào con đường chính trị của nó thì thằng nào cũng ngồi trên xổm trên pháp luật mà để đặng mà lách luật bao che nhau. Các bạn thấy có những câu chuyện, ngay cả một cái ông mà Thomas gọi là tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, các bạn biết một người quyền lực coi như là làm tối cao pháp viện của Mỹ, là một người coi như là phải gương mẫu đạo đức từ mọi thứ hết, mà ông này ông tham nhũng một cách tới nỗi mà kinh hồn luôn, chẳng ai dám đụng về ông. Những cái người mà tối cao pháp viện, chín người đó các bạn biết ở bên Mỹ đó, làm việc coi như là muôn đời, không ai trục xuất được những người này hết, không ai mà đuổi việc được hết. Họ có một hệ thống pháp luật riêng của họ, nhưng mà họ hối lộ, họ tham nhũng, họ ăn chia bao chia những cái nhóm lợi ích của nó. Các bạn biết nó mua nhà, mua cửa, mua xe, tài sản được cho cái ông mà tối cao pháp viện để đặng mà ông bảo vệ những cái luật của tụi nó rất là kinh hồn, chứ không phải giỡn. Bởi vậy các bạn thấy luật pháp của vấn đề chính trị của Mỹ ngày xưa mà đụng vô là lạng quạng là nó sẽ ám sát. Bởi vì ngày hôm nay cái chính sách toàn cầu hóa nó đã giảm thiểu được phần đó, nó dùng những cái hệ thống pháp luật nó trừng trị nhau, nó thanh trừng nhau một cách ác liệt. Như các bạn thấy những câu chuyện của ông cựu tổng thống Trump, hiện nay nó tìm đúng một cách để đang giết ông, nó không cho ông phải tiếp tục cái con đường chính trị, nó kinh khủng lắm. Cái vấn đề mà xã hội, cái ngày Noel này tôi nói các bạn, nó chỉ là bình thường thôi, tại mình dân mình trong nước nhiều khi mình chưa có hiểu, rồi mình quan trọng quá. Đấy, mình quan trọng quá rồi có nhiều người cho đó là vấn đề Noel. Mà Mỹ các bạn biết những cái tổ chức mà lễ nghi về dân sự đó, thì ở Mỹ tôi thấy ở những cái nơi như trường học hay là những cái nơi mà thuộc về công cộng, cộng đồng của chính phủ đó, họ không bao giờ là mang cái hình thức nó vô trong đó nha. Nó khác ở Việt Nam. Ở Việt Nam nhiều khi mấy ông nội ở trường học đồ này kia rồi đem vô rồi dựng rồi trang hoàng Noel thế này nọ, rồi tạo ra những cái sự bức xúc trong dư luận, thì tôi thấy cái đó là điều đáng tiếc. Mình cần phải tách rời ra vấn đề vui chơi giải trí trong cộng đồng. Trường học là nơi để dạy sách, những cái sách giáo khoa thực dụng, thực tế, lịch sử, đạo đức con người và những cái chuyên ngành, chứ không phải đem những câu chuyện mà gọi là như Noel vô đó rồi dựng, rồi dàn dựng lên, rồi
đưa ra những cái giả thiết đó nó trở thành ảo tưởng. Để nó ảo tưởng thì sao, thì người dân của mình bị lôi cuốn theo. Lôi cuốn nhau theo thì sao, thì những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước nó lại lợi dụng những điều đó, tại vì nó sống ở bên Mỹ, ở những quốc gia phát triển, nó thừa hiểu cơ hội hiếm hiếm có nghìn năm của nó một lần mà. Nó sẽ dùng ngay, dùng đó, nó lòn vào những vấn đề mà tôn giáo vào trong đó, bắt đầu gây ra những cái sự bức xúc, rồi bắt đầu chính quyền can thiệp vào. Khi mà chính quyền can thiệp mà không khéo léo thì nó lại chụp hình, quay phim, quay ảnh lên là nó nói là trời, Việt Nam đàn áp tôn giáo, tôi không có tự do tôn giáo. Các bạn thấy bất cập ghê gớm không? Em gái Bích Vân, anh cũng đang chuẩn bị. Nói chung thì các bạn thấy đó, trên mạng xã hội, tại gần đây tôi cũng bận rộn rất là nhiều, không có livestream thường xuyên, cuộc sống mưu sinh tất tần tật, phải lo làm. Các bạn biết cơm áo gạo tiền mà. Những tình hình kinh tế Mỹ năm nay nói chung là cũng không có gì khá lắm các bạn. Thì theo cái nhìn của tôi nó cũng còn nhiều rất là ảm đạm. Vấn đề lạm phát nó quá cao đi. Và người Mỹ họ vẫn phải chi trả những cái phí và cuộc sống của họ quá cao. Cho nên mua sắm năm nay tôi thấy cũng không có gì khả quan lắm. Thì năm 2024 này tình hình kinh tế Mỹ cũng còn nhiều cái vấn đề mà khó khăn chứ không phải là đơn giản. Tại vì nó bước vào trong cái năm bầu cử. Khi mà bước vào năm bầu cử, những cái bọn chính trị và nhóm lợi ích nhau nó sẽ tung ra những cái chiêu đòn, nó đấu đá nhau rất là ác liệt để đằng nó tranh giành quyền lực. Các bạn nên nhớ, mà khi nó đấu đá nhau, nó tranh giành quyền lực á, thì nó không màng đến chuyện lo chuyện kinh tế, người dân, cuộc sống lam lũ như thế nào. Nó chỉ muốn làm sao để đặng nó giành được cái ghế của nó, để đặng mà cho những cái nhiệm kỳ năm 2025 phe nào nó sẽ đứng ra, nó sẽ nắm quyền mạnh nhất, và nó sẽ triệt tiêu những cái phe nhóm nào mà gây ảnh hưởng tới cái nhóm lợi ích của cái đảng phái tụi nó. Cho nên cũng còn nhiều khó khăn chứ không phải là giỡn. Nhìn chung Việt Nam có nhiều người, tôi đấu đấu tranh với một số người, tôi nói Việt Nam là một quốc gia công nghiệp, Việt Nam mình không phải là một quốc gia gọi là, xin lỗi, Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, không phải là một quốc gia công nghiệp. Cho nên mình không có lệ thuộc nhiều. Các bạn thấy nhiều đứa nó lên mạng nó nói là hãng xưởng Việt Nam bây giờ là những cái quốc như những quốc gia họ Trung Quốc rồi họ dời đi. Chuyện ơi, đó là chuyện bình thường, họ qua Việt Nam họ cũng làm những vấn đề mà gia dụng thôi, vì hàng may mặc tình hình kinh tế người ta không tiêu thụ được, thì những cái công ty may mặc giày dép rồi những cái công ty mà về nhu yếu phẩm rồi họ không bán được thì họ phải ngừng hoạt động là chuyện bình thường thôi. Nhưng những cái xí nghiệp đó, những cái người mà công nhân đó họ không tìm được việc thì họ trở về quê, họ có thể tìm những công việc khác, họ có thể phụ giúp gia đình trong những lĩnh vực nông nghiệp hay những công việc khác thôi, họ không đến nỗi mà phải ra đường gọi là sống ăn mày. Các bạn thấy không, không nhà không cửa, không đến nỗi như vậy. Họ có thể họ vẫn có thể đi làm kiếm được cuộc sống mưu sinh khác. Đấy. Tôi thấy trên mạng hiện nay tụi nó đang tuyên truyền vấn đề mà ở Việt Nam, vấn đề kinh tế, nó cho rằng Việt Nam kinh tế đang đi vào khủng hoảng, nào là bất động sản thế này thế nọ rồi. Chàng ơi, vấn đề mà cung cầu ở Việt Nam bất động sản nó cũng còn nhiều bất cập lắm. Tại Việt Nam mình nói đến bất động sản nó cũng chẳng có luật lệ nào để nó rõ ràng hết. Mạnh nay nhà nhà người người cứ người này người nào cũng đi 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 buôn bán bất động sản được. Các bạn thấy ở Mỹ nó đâu có chuyện đó anh chị các bạn. Anh muốn gia nhập vào cái ngành bất động sản, anh phải có học, anh phải có bằng cấp, anh phải được cấp phép của chính quyền tiểu bang, anh phải có cái giấy phép hành nghề, license state board, là cái chính quyền liên bang nó ra luật. Còn Việt Nam thì các bạn thấy cung cầu hay chỗ nào mà mấy cái người nào đó họ tung tiền ra, họ khai quang đất ra, bắt đầu ầm ầm ào ào kéo nhau nhảy vô đó, rồi gây ra những cái cơn sốt bất động sản, các bạn thấy không? Mỹ này cũng có, như các bạn thấy khu nào nhà ở là ra nhà ở, khu nào kinh doanh là ra kinh doanh.
nó rõ ràng đâu có đó, chứ không phải Việt Nam. Chỗ chỗ ở thì nó cũng bán buôn được, cái mô hình xã hội Việt Nam nó rất là khác. Thì các bạn thấy sở dĩ tôi đang lướt Facebook, đang đi công chuyện mà tôi thấy có người. Thôi một lần nữa mình xin tạm dừng lại ở đây. Xin chào quý ông bà anh chị các bạn trong diễn đàn. Bye 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 bye.